N bằng 1 thì kết quả là bằng 1. N bằng 2, kết quả bằng 15. N bằng 3, kết quả bằng 91. Và N bằng 4, 325. Và N bằng 80. Rồi, xin chào quý thầy cô, xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau làm cái câu số 4, đó là ô vuông trong cái đề thi tin học trẻ ở Đà Nẵng năm 2023. Thì bài này thì như sau: An chơi với những cái ô vuông, An rất thích xếp hình nên An thử xếp các cái hình vuông nhỏ được tạo thành hình có độ dài n cạnh, đánh số lên các như sau. Nếu mà chúng ta nhập vào n bằng 1 thì nó là 1, n bằng 2 thì nó là gì? 1, 2, 4, 2, 3, 4, 5. N bằng 3 thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. N bằng 4 thì chúng ta sẽ lặp lại đến 25. Nhưng một vấn đề đặt ra ở đây, làm sao mình biết được n bằng 4 mà nó lặp tới 25, hoặc là chúng ta nhập vào n bằng 3 mà nó lại là gì? N bằng 3 này mà nó lặp lại tới số là 13. Đó là một vấn đề đặt ra. Người ta cho mình một cái test á, nếu mà n bằng 1 thì nó là 1, n bằng 2 thì nó bằng là 15. 15 chính là bằng gì? 1 này cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 là nó bằng 15. 3 thì nó bằng 91, thì lấy từ 3 này, 3 cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 6 7 8 9 10 11 12 13 thì nó bằng 91. Thì ở trong này chúng ta phải tìm được cái quy luật để sắp xếp các cái ô vuông này. Thì cái quy luật nó nằm ở chỗ nào? Thì chúng ta thấy rằng là gì? Một này, bắt đầu xuất phát nó là bằng 1, một này, n bằng 1 thì nó là 1 là đương nhiên rồi đó. Chúng ta thấy là gì? N bằng 2, n bằng 2 tức là nó lặp lại 25. Tức là chúng ta lấy 1 này, 1 ở chỗ này, cộng với 2, cộng với 2, cộng với 2 thì nó là bằng 3. Chúng ta tìm được cái số chính giữa này, này. Ý tưởng ha, số chính giữa này. Sau đó là gì? Chúng ta sẽ tìm được cái số cuối, số cuối của nó. Sau đó chúng ta lấy cái số này, chúng ta nhân với số này thì nó sẽ được là bằng 15. Đó là cái ý tưởng làm cái bài này theo theo ý của mình thôi nha. Còn các bạn khác là các thầy cô khác thì có cái cách làm khác. Thì chúng ta thì lấy cái số này chúng ta lặp lại 2 lần, lặp lại 2 lần chúng ta tìm được cái số chính giữa đây. Sau đó chúng ta lấy số 3 này, 3 nhân cho 2 thì bằng 6, 6 trừ 1 là còn 5. Ý tưởng của mình là tìm được số cuối, rồi lấy cái số chính giữa đây nhân với cái số cuối đây thì ra kết quả tương tự như cái bài này. Thì lặp bằng 3, lặp bằng 3 thì gì? Từ 1 này, 2 này lặp bằng 3, tức nghĩa là 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng cho 4 là bằng 7. Tìm được cái số chính giữa này rồi này, thì lấy 7 này, 7 nhân cho 2, 7 nhân 2 bằng 14, 14 trừ 1 bằng bằng 13. Thì chúng ta lấy 7 nhân 13 thì nó sẽ bằng 91 ha. 7 nhân cho 13. Tương tự như cái test số 4 của chúng ta. Test số 4 của chúng ta là gì? Chúng ta n bằng 4 là chúng ta lặp lại 4 lần. 4 lần là gì? 1 cộng 2 này là bằng 3 này, 3 cộng 4 này, 3 cộng 4 là bằng 7. 7 bao nhiêu? 7 cộng 6 là bằng 13. 13. Vậy chúng ta có số 13 rồi. Chúng ta lấy cái gì? 13 nhân cho 2 là bằng 26, 26 trừ 1 là bằng 25. Chúng ta lấy 13
nhân với 25 thì nó sẽ bằng là 300 325. Chúng ta qua tiết thứ tư. Tiết thứ tư là gì? N bằng bằng 5. N bằng 5 thì chúng ta thấy là gì? 1 này. 1 cộng với 2 là bằng 3, 3 cộng 4 là bằng 7, 7 cộng cho 6 là bằng 13. 13 cộng 8 bằng 21. Như vậy chúng ta có là 4 lần. 1 2 3 4 5 lần. Cho đây là n bằng 5 ha. Sau đó chúng ta lấy gì? Lấy 21 nhân 2 là bằng 40, 42, 42 trừ 1 bằng 41. Lấy hai cái số này nhân lại với nhau thì nó ra kết quả. Đó là cái quy luật của cái chip ô vuông này ha. Chip ô vuông này. Rồi. Thì bài này chúng ta sẽ làm như sau ha. Thì đầu tiên chúng ta phải khai báo một cái biến. Thứ nhất là thì chúng ta sẽ khai báo một cái biến n, một biến n, và tiếp theo chúng ta khai báo một cái biến y. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ khai báo một cái biến là số chính giữa, số giữa. Và tiếp theo là chúng ta sẽ khai báo một cái biến là số cuối. Rồi. Như vậy y của chúng ta đầu tiên là chúng ta cho bằng 0 này. Cái số chính giữa của chúng ta đầu tiên là chúng ta cho nó bằng bằng 1. Bằng 1 này. Bằng 1. Và cái số n, số n là cái số chúng ta nhập vào, số n ví dụ chúng ta nhập vào bằng 2, bằng 2 thì chúng ta sẽ lặp lại 2 lần, bằng 2 là chúng ta sẽ lặp lại 2 lần, chúng ta bỏ đây, n bằng 2 là lặp lại lần. Và trong quá trình đó thì chúng ta sẽ tăng y, tăng y là một y bằng 0 thì mỗi bước của chúng ta thì chúng ta sẽ tăng 2 lần, 2 đơn vị. Chúng ta sẽ tìm số chính giữa. Số chính giữa của chúng ta tức là bằng số giữa cộng với y. Số giữa. Số giữa cộng y. Như vậy n bằng 2 á. N mà bằng 2 thì chúng ta sẽ có là gì? N bằng 2 thì số chính giữa chúng ta là bằng 3. Chính giữa chúng ta bằng 3 thì chúng ta chạy thử ha. Rồi chính giữa bằng 3 này. Như vậy khi có số giữa bằng 3 rồi thì chúng ta sẽ tìm được số cuối. Số cuối của chúng ta chính là bằng giữa nhân 2 trừ 1. Lấy giữa nhân 2 trừ 1. Giữa nhân 2 trừ 1. Lấy giữa nhân 2 trừ 1. Nhân cả 2 trừ cho 1. Rồi. Như vậy kết quả, bây giờ lấy kết quả của chúng ta là 5 này. Như vậy kết quả là chúng ta có là gì? Biến là kết quả là lấy số giữa này nhân với cái số cuối là nó sẽ bằng kết quả là bằng giữa nhân cuối bằng giữa nhân với số cuối. Rồi. Bây giờ chúng ta chạy thử ha. Chạy thử. Bây giờ n bằng 2 thì kết quả của nó là bằng 15. N bằng 3. N bằng 3. Kết quả nó bằng 91. Chúng ta kiểm tra thử ha. N bằng 3 nó bằng 91.
chúng ta chạy n bằng 2, thử n bằng nhiêu, bằng 15 rồi đúng không? Như vậy n bằng 4. N4 là bằng 325, n bằng 4. N bằng 4 bằng 325 này, đúng không ạ? Như vậy đó, chúng ta sẽ chạy là n bằng 90. Thì có kết quả như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhập vào n. Thì chúng ta sẽ có kết quả ở đây. Và chúng ta chạy ha. N bằng 1 thì kết quả nó bằng 1. N bằng 2 kết quả bằng 15. N bằng 3 kết quả bằng 91. Và N bằng 4 325. Và N bằng 80 thì kết quả nó bằng như thế này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong cái video tiếp theo.